Các bạn nhỏ nhà bạn đã từng ăn món này chưa? Bánh rất là thơm, mềm, rất là ngon. Cách làm bánh sữa tươi chiên giòn, khi chiên lên bánh sẽ không bị chảy mà rất là thơm. Chào cả nhà thân yêu, hôm nay chia sẻ cho cả nhà cách làm bánh sữa tươi chiên giòn rất là thơm mà lúc chiên bánh sẽ không bị chảy. Để pha được cái bánh sữa tươi thơm ngon thì mình có 2 quả trứng gà và 2 bịch sữa tươi, mỗi bịch là 220 tương đương là 400ml sữa tươi nhé cả nhà. Tôi bỏ 3 quả trứng gà vào sữa tươi và 50ml đường và 200ml bột năng, trộn đều hỗn hợp lại với nhau và lọc qua dây cho nó mịn. Trộn xong thì mọi người bắc lên bếp và ngoái thật đều tay, tránh hỗn hợp sữa tươi nó sẽ bị dính nồi nhé cả nhà. Nấu đến khi nào hỗn hợp sữa tươi nó đặc như vậy là được nhé. Chuẩn bị cho mình một cái khuôn có lớp một tờ giấy nén, sau đó đổ hỗn hợp sữa tươi vào, cả nhà dàn mỏng bánh sữa tươi và lát nữa tạo hình cho nó đẹp. Sau đó cả nhà bỏ bánh sữa tươi vào ngăn đá tủ lạnh trong vòng 4 tiếng. Sau khi sữa tươi mình đã bỏ 4 tiếng thì bây giờ mình sẽ mang đi cắt để chiên bánh nhé. Cả nhà tạo hình bánh kiểu gì cũng được nha, miễn là mình thích thôi, còn mình là cắt vuông cho nó dễ. Chiên bánh sữa tươi thì lăn qua một lớp bột chiên giòn, sau có một lớp trứng, sau đó một lớp bột chiên xù, và các bánh khác cũng làm tương tự như vậy nhé cả nhà. Chiên thì mọi người để lửa vừa và lật qua lật lại cả đều tay để tránh bột chiên xù nó không bị cháy. Mà bánh rất là vàng thơm, bánh sữa tươi lúc chiên không hề bị chảy ra. Nhiều bạn nói chiên bánh sữa tươi lúc chiên hay bị chảy bánh. Nếu muốn không bị chảy bánh thì mọi người pha cái phần bột rất là quan trọng. Nhìn bánh sữa tươi rất là vàng đẹp mắt mà rất là thơm luôn cả nhà. Bên trong bánh thì mềm dẻo, bên ngoài thì thơm ngon giòn tan, rất là ngon luôn. Cái món này các bé thích lắm đây. Cả nhà nên làm thử cái món này để cho các bé ăn và những người thân yêu của mình nhé. Còn bây giờ thì mời cả nhà ăn bánh sữa tươi cùng mình nhé.